Chào mừng tất cả mọi người đến với shop Beta HCM 2 ha mọi người. Thì hôm nay em lên tiếp cái đợt cá mới nha mọi người. Thì cá hôm nay em lên là 21 mã số. Thì cũng như là cái tiêu đề ha, nay là bữa nay cũng là Noel rồi, nên em lên cái đợt cá này giống như là xả hàng luôn nha mọi người ha. Đó, nói chung cá hôm nay đa số có một vài con size bự nha anh em, nhưng mà em ghi chung là chai nhỏ. Rồi đồng giá hôm nay đều là 50.000 một con nha, rất là mềm nha anh em. Đó, cá nên cá nhiều con nó size nhỏ anh em chịu khó dưỡng giúp em ha. Rồi cái vấn đề thứ hai á, ở đây á là cá toàn bộ á đều là cá khỏe, cá mạnh hết. Đó, có nhiều con nó sẽ không có kè, lý do á, là những cái con cá này nó hơi nhát một xíu. Đó, nên em cũng để đồng giá 50k cho anh em thôi chứ không có vấn đề hết. Trong keo thì thả trong keo thì nó kè rất là mạnh ha, nhưng mà bắt vô đây quay á, nhiều con quay nó không chịu kè anh em, vô cái nước mới nó không chịu kè, mình phải nước mới mình phải để cỡ 15-20 phút á thì nó mới kè. Đó, nên mất thời gian quá, nên mấy con này em để cho anh em chỉ có 50 thôi. Đó, chiếc cá thì toàn bộ bao khỏe mạnh cho anh em ha. Có hai cái lưu ý là size nhỏ với nhiều con nó hơi nhát lạ nước. Rồi thì anh em nào mua 4 con á sẽ được tặng một con cá tặng, em cho anh em lựa trong clip này luôn nha. Đó, nên những cái con này á size nói chung là đa số là size nhỏ rồi, nên mà chỉ có 50.000 thôi. Có những con trong đây khoảng 100 luôn, em đợi đồng giá 50 luôn á anh em. Đó, tại vì làm biến phân giá quá nên thôi em để 50 luôn. Nên em mà mua cá ra chỉ có 50 thì thôi đừng có chê nha anh em. Đó, nó tiền nào thì của nấy thôi ha. Đó, nói chung là cũng là giảm giá rồi. Cá thì toàn bộ em bán bên ngoài ha, con trong để kè thôi nha anh em. Ví dụ như cái bé này nè anh em thấy không, mà cá còn màu đang lên luôn, form rất là lực, em chỉ để anh em có 50 thôi á. Đó, không có vấn đề gì hết, cá còn lên màu bình thường nha. Rồi nè, bé số 4 như cái con này nè, hồi nãy em để ở trong cái kiến, trong cái hồ á, trong cái hũ của em á, em thả cái kiến coi mặt vô anh em thì nó kè ghê lắm, nó bung ra đẹp lắm. Cái con này thì nếu mà bây giờ quay lên mà nó bung ra hình ra thì không dưới 80 ha. Đấy, thì mấy con này đa số size nhỏ thôi. Đó, anh em thấy không, màu sắc rất là sặc sỡ luôn, lên tay bơi chứ không phải bình thường đâu nha. Đó, giờ thì Tết rồi, cá cũng xả về rất là nhiều nên em cũng xả cho anh em luôn. Đây bé số 5 nha anh em. Đó, size nhỏ, những con này anh em lưu ý nha, mua là size nhỏ này á. Có vài con size bự thì tùy con. Đó, bé yellow luôn, màu rất là đẹp. Rồi ha anh em, anh em nào mà yêu thích thì mình có thể chọn cá trong video clip ha. Rồi hôm nay là rất là mềm luôn nha anh em, nên không có miễn ship nha. Chỉ có 50.000 thôi thì không có miễn ship được. Thì anh em thích phí ship bên em là 30k. Anh em nào thích mã nào thì cứ gọi điện chúng tôi trực tiếp qua số điện thoại Zalo ha. Hôm nay lên 21 mã số, có những con á nó kè nó không có chiều kè, em cũng nói rất là rõ luôn. Còn những con thì kè bình thường, nó không kè là không kè lúc mà vớt ra đây á anh em, chứ không phải là nó không kè luôn nha. Cá thì em toàn bộ kiểm tra, em trước khi quay clip á là em thả kiến kè vô trong từng hũ rồi, con nào cũng kè ì xèo hết và không có vấn đề bệnh tật gì ở con cá hết nha. Rồi với cái lưu ý là size nhỏ nha anh em. Rồi em hôm nay thì cũng không có nói nhiều nữa, tại vì cá này cũng bình thường thôi, nên anh em xem clip vui vẻ ha. Chúc anh em có một cái ngày Noel thật là hạnh phúc bên gia đình của mình nha, ngày Giáng sinh nha. Đây như bé này rất là đẹp luôn, bé này thì 80, bình thường em sẽ bán 80 đó, size cũng ok luôn, để có 50 ha anh em ha. Rồi em chào anh em nha, Giáng sinh ấm áp nha anh em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nè. You gotta know I'm all yours. But when I say what's that about?